Điện tử Hanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Hanh Nguyễn này sẽ giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn một cục đẩy hay gọi mên công suất Martin với tên là DX448. Và cục đẩy này em gọi là cục đẩy khủng của khủng. Cục đẩy này 4 kênh thôi nhé, là 4 kênh. Thì 4 kênh này đại diện cho 4 chiếc áp 1, 2, 3, 4 độc lập cho từng kênh. Thì cái mặt trước đó là mặt được chế tạo bằng nhôm, cho nên là bao giờ nó cũng đẹp, sang trọng và lung linh. Tức là cái mặt nhôm này thường là không han đấy, khi mà để trong phòng khách nó tôn lên rất nhiều, rất nhiều. 4 kênh. Và 4 kênh này chia được 2 nhóm. Nhóm nhất là nhóm kênh 1, kênh 2, và nhóm thứ hai kênh 3, kênh 4. Thì kênh 1, kênh 2 đều có đèn báo Actime, đèn báo nguồn Protect có tải, signal tín hiệu đầu vào và clip báo có tải. Ở giữa có một công tắc tắt mở nguồn cơ học. Và chiếc nắp được làm bằng chiếc nắp bi, càng vặn càng sướng, càng xoay càng mê. Này, lách cách, sật sật, rất là sướng. Và mặt nhôm, phía trong này mặt nhôm này có những cái bông này, bông để là tránh bụi bẩn khi có gió hút vào hoặc thải ra. Đó. Đây là cái bông giữ cho cái mạch điện tử bên trong nó sạch sẽ. Và trọng lượng của này là trên 30 cân nhá, trên 30 cân, rất nặng, rất nặng mà rất to. Đó. Độ cao của nó tầm khoảng 15 cm nhá, 15 cm. Cho nên là trông rất là sáng rồi. Bây giờ em các bác tìm phía trong của nó. Cục đẩy nó đặt cách bên này. Các cục đẩy khác thì nó không có miếng sắt này để bảo vệ cái bên nam này. Riêng cục đẩy 4 cây này có một miếng sắt rất to và dày bảo vệ. Và xung quanh bên nam này có một miếng bên này, đây. Cái miếng này miếng sắt, miếng nhựa phải, miếng nhựa bọc bên ngoài để tránh trường hợp là khi bên nam nó chập cháy, nó nan ra các bo điện tử. Thì bên nắp này nó to khoảng tầm hai đường kính khoảng 20 cm bên này, được quấn dây đồng và đỏ lớp keo đặc biệt. Đấy, đặc biệt này. Và bề ngoài được quấn bằng những lớp giấy tỏa nhiệt đó nhá, tỏa nhiệt này tránh chập cháy ra ngoài. Và biến áp này là hình xuyến, cho nên là dẫn truyền công suất nó rất là đạt hiệu quả, tránh được cái tiếng kêu này. Và hiệu suất cảm biến nó rất tốt. Và cái số vòng quấn của cái bên nam rất là ít nhá. Nếu tính diện tích ra chỉ tầm 2 đến 3 vòng trên 1 vô thôi. Rất là ít dây đồng này. Và sản sinh rất nhiều mức nguồn khác nhau để cấp cho bo công suất làm việc này. Và bo khuếch đại thì đầu vào. Đấy. Hai bên là hai bo công suất rất lớn. Chiếm 2/3 diện tích của toàn bộ cái thùng máy bên trong. Ở giữa là khối mạch điện tử để lắng lọc từ điện AC thành điện DC cung cấp cho mạch công suất và mạch khuếch đại từ khuếch đại làm việc. Thì cụ đẩy này mất này. Cụ đẩy này là 56 sò. Được chia làm 4 kênh. Mỗi kênh là 14 sò bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sò một kênh. Quật một con loa mắc 40 từ 22 họng 100. Chắc kèn titan từ 17 họng 74. Vô tư nhá. Vẫn còn gọi điện tán gái. 16 sò đánh một loa, 4 kênh đánh 4 loa bắt 40, vẫn vô tư luôn nhá, không phải nghĩ ngợi gì. Đấy. Mỗi cái vế này, mỗi vế công suất này tương ứng với một cục đẩy 2 kênh. Hai vế này là tương ứng với là 2 cục đẩy. Đấy. Và mỗi một vế đều có một dơ le
để bảo vệ quá tải hoặc chậm chạm chập vào loa hoặc chết sò thì ngắt, không có tín hiệu ra loa, tránh trường hợp chết loa. Này, dân nghe đây, màu trắng sinh nguyên này, mỗi bẩn đi con này, mỗi bẩn đi thôi. Đấy, biến áp quá khủng, hai bên là hai quạt gió cỡ lớn chạy 24 VDC, rất khỏe nhá, mạnh để làm mát cái khối công suất khi làm việc ở công suất lớn. Đấy, mát công suất lớn và rất nhiều bóng to để thúc cho công suất làm việc này. Những cái mà về công suất mà có những cái bóng to này, xe xích to to này thì bao giờ chất âm nó cũng khỏe và âm thanh ra rất là mạnh, sạch và sáng. Về điện trở, cái này điện trở này cơ bản là toàn điện trở 5 vạch màu, cho nên cái sai số rất là bé. Điện trở thì có 4 vạch màu, 5 vạch màu. Nó điện trở dán, dán thường là người ta dùng công suất bé thôi. Thì đây cái công suất này điện trở to và 5 vạch màu, cho nên là cái độ sai số nó rất ít, rất nhỏ, cộng trừ đấy, rất nhỏ. Linh kiện thì rất thông dụng quá nhá, không hiếm lạ. Nhưng mà IC khối đại, tín hiệu âm thanh toàn là con này là 5532, con này có thể thay là 4558 được nhá, tương ứng được. Thay sông bờ mạch thay được về công suất hai bên này và được tỏa nhiệt bằng những khối nhôm nguyên chất, nguyên chất bên này ở trong này, mà đặc biệt khối nguồn của nó là em rất cảm tình. Tổng số là 4 tụ, rất cao, rất cao, rất to và có chỉ số là 10.000 microfarad và điện áp chịu đựng là 100 VDC. Cái nguồn này ra rất là lớn luôn nhá, rất lớn, cho nên là công suất nó rất đảm bảo, tiếng sạch trong. Và cái 8 quả tụ này quá thừa thãi ở việc ổn định dòng điện DC ra để cấp cho việc công suất làm việc cũng như cái khối khuếch tín hiệu đầu vào này, và tất cả cái diode cầu lắn đều được tỏa nhiệt một khối nhôm nguyên chất, cho nên là luôn luôn đảm bảo được độ mát mẻ cho những cái diode lắn điện ra không bị chết. Đây là toàn bộ phía trong, quá là đẹp các nhá, zin nguyên bản, chưa can thiệp bất kể cái gì về dụng cụ vật lý ở trong cụ này. Này em bạn nhìn này, tổng thể này quạt gió khủng phía sau này, đây phía sau, đây phía sau cụ này này em, các bác sẽ đi ở đây có 4 kênh nhá, 4 kênh đây, bạn nhìn 4 kênh đây, đây cái đầu ra đây, bạn này bằng rắc lưu trích hết. Một này, kênh một ra loa này, kênh hai này ra loa này. Và nhìn đây, tiếp này, 3, kênh 4 là ra, ra tín hiệu loa. Còn vào này bác này, kênh 1, đây kênh 2 đúng không? Đây kênh 2, kênh 1 này, kênh 2, kênh 4 và kênh 3. 2 lẻ về bên, 2 số lẻ bên và 2 chẵn về bên. Và cái này hỗ trợ đường vào của từng kênh một để hỗ trợ rắc cơ lông cái và đực, cho nên tiện nó gặp cái đánh cái, gặp đực thì làm đực. Đấy này, rất là tiện lợi. Và từng kênh này người ta lại sản xuất cho từng thiết áp riêng biệt để chỉnh như từng kênh. Ví dụ các bác loa bé muốn đánh kênh 3-4 thì bác sẽ tránh những người khác mà vặn bằng cái nút ngoài chết loa, thì bác cho giảm mạnh xuống cho em. Đấy, giảm mạnh xuống cho em, giảm nút cái chân áp xuống được không nhá. Thì cái chân áp này có thể mình khống chế lại, nếu mà loa bé nó to thì mình khống chế lại, thì người lạ không biết khi mà có vặn vào cái nút thỏng này, vào này thỏng đây thì sẽ không chết được. Đấy, tương ứng một loa bé để kênh một, bác khống chế nút kênh một này nó cũng sau kia, thế nào sau thì người lạ vô tình bạn không chết được, cho nên là
Nhà xuất là tính rất toán rất là kỹ trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Bây giờ em test nhá, test cả 4 kênh luôn. Em cắm vào kênh kênh 1 và kênh 2 vào này, đây. Thì đây bác nhìn này, kênh 1 đây, lỗ vào đây. Và kênh 2 vào đây. Bác nhìn nhá. Đây cũng là bài để test từng kênh một của đấy. Đây bác này. Từng kênh 1 luôn đây. Đấy. Thì kênh 1 này. Rồi em test kênh 3, kênh 4 luôn bác nhá. Ba bốn đây, kênh 3, kênh 4 cắm xuống dưới này, 3, 4 đây, kênh 3, kênh 4 đấy bác nhá, em ra kênh 3, 4 nhá. Mới 4 kênh mới này. Đây cũng là phương pháp để kiểm tra kênh, với là một cắm một rắc này. Từng rắc kiểm tra. Đấy. Xong 3 con đây, 3 đây. Đấy, cắm cả hai kênh, hai lò lói này. Đây, rút kênh này mất này. Rút kênh này mất này. Đấy. Bốn loa này. Thế bây giờ cái này nó hay quá này, đây là nếu mà anh muốn kênh thì bác phải nhớ gạt em về vị trí xích đen nhá, chập hai kênh này 28 sò vế gạt này, bác gạt này đó, thì bây giờ công suất ra nó sẽ tập trung vào kênh 3, kênh 4 là như nhau và kênh 1, kênh 2 như nhau. Đây em thử bác nhá, nhưng mà tín hiệu cấp vào này nó chỉ cấp vào đường kênh 1 và kênh 3, kênh 1, kênh 3 này cắm vào này thì chưa được thành hai vế. Đây. Đấy, hai vế này. Để lỗ nào được con này, hai vế được luôn này. Đấy. 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 Thế bây giờ em đây là tập từ ngày 28. 28 sò một vế em gạt này, em thử được kênh 1 này. Bây giờ em thử được kênh 1 này, em gạt về vị trí xích te này. Em thử kênh 1 kênh 2 trước nhá, kênh 1 này. Kênh 2 trước con này. Kênh 1, kênh 2 đây. Em nhỏ cái lên. Em quay về trước đây. Độc lập luôn rồi nhá. Em đang bị đặt vị trí kênh 1, kênh 2. Em khóa kênh 3, kênh 4 này. Em khóa hết này. Vặn kênh 1, kênh 1 có tiếng này. Khóa kênh 1 xuống này. Vặn kênh 2, kênh 2 có tiếng này. To này. To lên này. Đấy, giờ em thử kênh 3, kênh 4 nhá. Rồi, kênh 4 đây. Nghe là chuyển rắc với 3, 4 luôn này. 3 đây. 4 đây. Em phải chuyển rắc này. Thế vào 4 này. Thế hiện vào là 3 luôn này. Em phải thử về trước. Đây. Kênh 1, 2 vô tác dụng đó nhá. Nếu cắm đồng thời mới có. Đây. 3. 4 này. Thử hai kênh luôn này. Ba con đẻ có bác báo nhé, đánh được 4 loa bát 40, ok. Và riêng con đẻ em đúng ý đồ, em là ghép phòng hát này, chuyên nghiệp luôn, để ghép với toàn bộ các loại loa để tạo, để tái tạo lại một cái bộ hát gọi là thánh hát và thánh nghe nhạc. Em biểu diễn là tất cả các loại loa trên cụ đẻ này, dùng vang T6 màu xám hoặc là làng tiên nữ mặc áo đen X6 làng tiên nữ áo tím. Em sẽ biểu diễn được một dàn hát đẳng cấp chuyên nghiệp trên chiếc vang này bằng tất cả các tín hiệu khác nhau, loa trung tâm, loa stereo, loa lời, loa gọi như là súp. Em có thể biểu diễn hết nhé. Các bạn nhìn này. Và các bác có nhu cầu mua đẻ 4 kênh thì sẽ liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 410. Em chào các bác nhé.